Những năm 1940, các nhà khoa học đã tiêm nước tiểu của những người phụ nữ vào cơ thể loài vật nào để thử thai cho họ? Ếch, chuột, thỏ hay là gà? Xin mời bạn. Thì thực ra bệnh viện Saint Paul bị đa khoa, nhưng mà chuyên ngành sản thì nó không có trong, nên là về kiến thức về sản khoa của mình khá là mờ nhạt. Khi mình đã chuyên tâm vào chuyên ngành thì nhiều khi các chuyên ngành khác cũng ít khi quan tâm quá. Sản khoa thì ít khi gặp, nên là cũng đặc biệt đến lịch sử của sản khoa thì thực sự là mình sẽ lục lại trí nhớ một chút. Rồi, bạn đã gật gù, hít một hơi thật sâu. Mình xin quyền trợ giúp 50-50. Vâng, và bạn quyết định chọn 50-50. Rồi, chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, còn là ếch hoặc thỏ. Này thì trực giác mình bách bảo, thì mình cũng không cần phương án cách nào khác ngoài tin vào trực giác của mình. Vâng. Thì nếu mà đúng thì chúng ta mình sẽ cùng đi tiếp. Vâng. Không thì mình cũng sẽ vui vẻ ra về. Vâng. Thì mình xin chắc chọn phương án A, X là phương án cuối cùng mình. Vâng. A, X. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn.